mỗi lần hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện và tiễn đưa người thân chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng để đi về với Chúa. Và đó là một cơ hội để cho chúng ta nhìn lại vận mệnh cuộc đời của mình, nhìn lại chính ơn gọi làm người và làm con Chúa của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai qua thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, chúng ta nghe Thánh Phaolô đã xác quyết một cái chân lý rất là quan trọng, rằng mỗi người chúng ta sống là sống cho Chúa, chết cũng là chết cho Chúa, và dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa là bởi vì chính Ngài đã dựng nên chúng ta bằng tình yêu của Ngài, và chúng ta chỉ có thể sống được, lớn lên được và được hạnh phúc khi chúng ta sống trong cái ý thức mình thuộc về Chúa và hết lòng sống cho Chúa. Điều đó không có nghĩa là làm cho chúng ta đánh mất cái bản thân của mình, nhưng đúng hơn là để cho chúng ta sống trong một cái điều kiện thuận lợi nhất để cho chúng ta có thể được sống, sống vững vàng và sống sung mãn, sống hạnh phúc. Cho nên dù ý thức hay không ý thức, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng luôn luôn được nhắc nhớ cái chân lý quan trọng ấy, để cuộc đời của chúng ta sống mà không có tách lìa ra khỏi Chúa, sống mà không quên Chúa, và không chỉ lo sống cho mình hay tìm những cái vui thú trần gian này, trái lại chúng ta được mời gọi để sống ở trong Chúa như là những người công chính, để rồi khi chúng ta sống trong sự công chính của Thiên Chúa, sống theo ý muốn của Ngài và sống trong ý thức mình thuộc về Chúa, chúng ta sẽ được là người như sách khôn ngoan mà bài đọc thứ nhất đã dạy chúng ta, là linh hồn những người công chính thì ở trong tay Thiên Chúa, và những nỗi đau khổ kể cả sự chết cũng không làm gì được họ, và tất cả đều có ý nghĩa, có giá trị của nó để đưa chúng ta vào cõi sống đời đời. Và như chính Chúa Giêsu qua bài tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi Ngài ý thức về cái cuộc sống của mình, chính con người của mình là thuộc về Thiên Chúa, và nó giống như hạt lúa mì, để nếu như biết sống hết lòng cho Chúa, sẵn sàng chấp nhận một sự mục nát đi để biểu lộ tình yêu của Chúa, để hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa Cha là chết đi để cứu độ trần gian, thì lúc đó Chúa Giêsu sẽ giữ được mạng sống của mình, và Ngài cũng bảo đảm được sự sống đó nó sẽ triển nở để đạt đến cái sự dồi dào, phong phú và có giá trị đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Đó chính là cái điều căn bản mà mọi người chúng ta được sinh ra trong trần thế này, được sinh ra trong tình thương của Chúa và được mời gọi để sống trong cái ý thức, trong sự thuộc về Thiên Chúa là nguồn cội và cũng là cùng đích của đời sống chúng ta. Gương mẫu của chính Đức Kitô và lời dạy đầy sắc tín của Thánh Phaolô phải là kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, để khi chúng ta biết sống trong tình thương của Chúa, trong ý thức mình luôn luôn phải thuộc về Chúa và phải sống theo thánh ý của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới bảo đảm được sống vững vàng và được sống hạnh phúc. Nói như vậy, trong bối cảnh của thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa hồn bà cố Maria Đỗ Thị Lụa về hưởng danh Thánh Chúa, chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của bà. Chúng ta cũng tin tưởng và hy vọng rằng bà đã sống cuộc đời trần thế với 83 tuổi, và dù là đã trải qua rất nhiều những gian truân thử thách, phải di cư từ Bắc vào Nam rồi
Sóc Trăng, Trăng đi về Bình Phước rồi đến Đồng Nai, nơi Tân Mai này, để rồi sống những ngày tháng có thể nói bình thường như một con người và như một người con của Chúa, có những gian khó, để rồi từ năm 74 mà đã phải giả từ người bạn đời của mình để rồi tiếp tục tầm tảo nuôi bốn người con, ba trai một gái, trong đó đứa con gái duy nhất là Sơ Minh Hương tu dòng nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường. Cái cuộc đời của bà trong niềm tin thì bà luôn luôn ý thức mình thuộc về Chúa, cho nên cũng đã luôn luôn sống trong sự kính sợ Thiên Chúa, luôn tuân giữ những giới răn của Chúa và trung thành để làm những điều Chúa dạy, trong âm thầm, trong khiêm tốn ấy để sống với cộng đoàn dân Chúa ở tại giáo xứ này, và cũng luôn luôn sẵn sàng làm những gì mà người Kitô hữu trong bổn phận của người Kitô hữu dạy, không cần làm những cái gì nổi nang, không làm gì nổi bật, nhưng mà như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thì đó bà là một người, một vị thánh mà sống kế bên những người khác, một người luôn ý thức và chu toàn cái bổn phận dù âm thầm khiêm tốn của một người vợ, một người mẹ ở trong một gia đình Kitô giáo. Để rồi ngày hôm nay khi bà kết thúc cuộc đời trần thế, chúng ta cảm thấy bà như được gần Chúa và đã được Chúa chúc phúc, để thánh lễ an táng của bà hôm nay, chúng ta thấy cả một cộng đoàn đông đảo, và nhất là cộng đoàn đông đảo các linh mục, các tu sĩ đang hiện diện ở nơi đây để nhiệt dâng thánh lễ và cầu nguyện cho bà. Chính điều đó cho thấy rằng bà đã là người thuộc về Chúa, là một người mà được Chúa yêu thương chúc phúc, bởi vì cuộc đời của bà đã sống trong ý thức đó, sống với một tinh thần luôn luôn gắn bó với Chúa và sống cho Chúa. Như vậy cầu nguyện cho bà trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có quyền tin tưởng rằng cuộc đời của bà không bị quên lãng, không bị mất đi, bởi vì nó thuộc về Chúa và đã từng hết lòng sống cho Chúa. Chúng ta tin tưởng như vậy, ta cầu nguyện và phó dâng linh hồn bà cho tình thương, lòng thương xót của Chúa và cho lòng yêu thương của tất cả mọi người. Đồng thời chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng biết sống, thực sự sống trong cái ơn gọi cao quý của mình, là ơn gọi được sống thuộc về Chúa, được làm con Chúa và được dự liệu để hưởng hạnh phúc nước trời, để chúng ta cũng biết sống sao cho xứng hợp với tình thương và lời mời gọi không ngừng của Chúa trong đời sống chúng ta, để khi chúng ta kết thúc, chúng ta cũng được vui mừng đi vào lòng của Chúa và được sống trong hạnh phúc yêu thương của Chúa.